Vâng. Vâng, bác ơi, cháu tên là Hiền ạ. Ừ. Thì cháu có một cái câu hỏi là hiện nay thì mẹ cháu là 57 tuổi rồi bác ạ. Rồi. Và hiện tại là rất là hay gặp cái tình trạng đó là đi tiểu đêm. Ừ. Thì một đêm tiểu những 5-6 lần nên là hay bị mất ngủ đấy ạ. Rồi. Vậy thì mệt mỏi nhưng mà đi khám thì bác sĩ lại bảo là không làm sao, thận thì không làm sao hết. Và đến gần đây thì mới phát hiện ra là bị hội chứng bàng quang kích thích. Vâng. Và bác sĩ có kê thuốc cho mẹ cháu uống nhưng mà lại không thấy đỡ nữa ạ. À, đó là cháu có được giới thiệu là mua cái sản phẩm Ích Tiểu Vương, thì cháu đã mua cho mẹ cháu uống là được 2 tháng liên tiếp, thì hiện tại thấy cái vấn đề tiểu đêm đã giảm hẳn rồi, chỉ đi tiểu có một lần một đêm nữa thôi. Vâng. Cháu hỏi là cháu đọc cho cái thành phần của cái Ích Tiểu Vương này lại có cái bạch tật lê. Vâng. Cháu tìm hiểu là thành phần này dùng tốt cho đàn ông nhá. Ừ. Biết là nếu mà dùng tốt cho đàn ông như vậy thì liệu nó có tác dụng gì với cái chứng bàng quang kích thích và dùng cho phụ nữ thì có sao không ạ? Vâng. Rồi, rất trả lời rồi. Rồi, thế thì thế này, tức là thế thì rất là tốt rồi. Tức là một cái người phụ nữ đã già rồi, ở cái tuổi già rồi thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái rối loạn tiểu tiện đấy nhá. Mà nhất là em đã cho mẹ đi khám mà người ta loại ra không có hồng cầu, không có bạch cầu, không phải bệnh của thận, thì đấy là một trong cái bệnh chắc chắn có thể nói đấy là cái bệnh của bàng quang kích thích nhá. Bàng quang kích thích người ta chỉ cần có hai cái triệu chứng quan trọng nhất là đi đái nhiều lần, tức là ban đêm đi đái nhiều lần và đi tiểu gấp, mót đi tiểu hoặc là tiểu xón, thì đấy cũng đã là cái tiểu mà các nước tiểu hoàn toàn bình thường. Thế người phụ nữ có bằng này tuổi rồi thì có mấy cái điểm mà nó làm cho các cái cơ ở trong bàng quang, niêm mạc bàng quang, thế rồi cái cơ chẳng bàng quang nó yếu đi rất nhiều. Thế vì qua sinh đẻ rồi, qua cái quá trình lão hóa, các cái dây chẳng bàng quang cũng kém. Thế rồi các cái dây, các cái cơ thắt cổ bàng quang và đặc biệt là các cái niêm mạc bàng quang nó rão ra rồi, nó không còn cái sức co lại để nó tăng cái lượng nước tiểu lên nữa, cho nên là lượng nước tiểu như thế mới chưa đến cái mức độ 200 thì nó đã mất tiểu rồi thì lại phải đi tiểu. Thế thì chính vì thế cho nên cái việc mà đặc biệt đối với phụ nữ cái tuổi này là estrogen nó lại không còn nữa đấy. Thế thì em cho mẹ uống cái Ích Tiểu Vương mà nó tốt lên đấy, thì nó về hai cái lý do mà tôi thấy có thể tất cả các cái vị trong Ích Tiểu Vương nó đều giúp ích rất nhiều cho bà cụ đấy nha, chứ không phải là. Nhưng mà riêng em muốn hỏi về cái bạch tật lê đấy, thì cái bạch tật lê tôi đã nói rồi, đúng như thế, nó trong ấy nó nói rất nhiều, thì cái bạch tật lê nó tăng cái sức co bóp của cái cơ trơn đối với em, thì nó tăng mức sức co bóp của cơ trơn thì nó sẽ làm cho các cái cơ bàng quang nó đàn hồi tốt hơn đấy. Đấy, cái sức chu giãn tốt hơn, nó chịu đựng được cái lượng nước tiểu giãn ra hơn để nó trước cái lượng nước tiểu. Thế rồi cái bạch tật lê nó lại giúp cho các cái cơ thắt ở cổ bàng quang ấy, nó đúng cái chương lực của nó, thế cho nó cản trở được cái việc nó không mở ra, thì nó giảm được cái số lần đi tiểu. Thế hai cái này nó cộng lại với nhau mà một cách thích ứng rồi với cơ thể rồi thì nó sẽ làm cho cái số lần đi tiểu giảm đi. Thế ngoài ra thì cái trong cái vị thuốc là của cái Ích Tiểu Vương ấy thì nó lại còn có rất nhiều những cái vị khác nên nó cũng tham gia vào cái việc nào là chống nhiễm khuẩn này, nó tham gia vào cái việc là mà tăng cái sức co bóp của cái bàng quang này. Thế rồi nó lại làm cho cái sức chung, cái sức khỏe chung tăng lên đấy. Rồi nó có những các cái chất nó chống cái quá trình oxy hóa các cái tổ chức trong cơ thể đấy, nó chống gốc tự do đấy, nó làm cho chống cái lão hóa đấy, thế cũng là tốt. Nhưng mà đặc biệt trong đó nó lại có cái mầm đậu nành, trong đó nó có estrogen, đấy là cái hormone sinh dục của phụ nữ, thế nó làm cho cái người phụ nữ có thể là da mọng hơn lên để chống cái nhăn nheo này. Nhưng mà đặc biệt nhất đối với phụ nữ là cứ đái ra quần, hắt hơi cái nước tiểu ra quần thì người ta dùng cái này nó tốt lắm, tức là người ta phục hồi một chút xíu một cái hormone của phụ nữ qua cái viên thuốc này nó cũng có. Thế cho nên là có thể nói là đây là một cái bài thuốc rất hữu ích cho mẹ của em đấy nhá. Thế thì em cứ cho bà uống đi, trong cái tài liệu mà người ta giới thiệu về cái sản phẩm này ta uống 2-3 tháng thì em cứ cho uống đến khi nào mà em cảm thấy rằng bà cụ khỏe. Thế thì uống thêm 1 tháng nữa thế là tốt rồi. Ừ, thì thôi thì sau này thì mình nghỉ mà nếu nó tái lại thì mình lại uống nhé. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là bây giờ mình phải tập luyện cho bà cụ. Như tôi đã nói lúc đầu, nó phải hít thật sâu này, xong đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 này, thế xong rồi thở ra cho hết này để làm cho cái bụng trên nó ép xuống cái bàng quang, tăng cái căng của bàng quang, thế rồi làm cho bàng quang lại ép cái bàng quang lên. Thế thì cứ như thế
10 lần xong rồi làm 10 nhịp như 10 cái lần như thế xong rồi nghỉ, nghỉ xong rồi lại làm. Thế một tập như thế độ khoảng 15-20 phút một lần, mà thậm chí cái này nó rất dễ dàng. Có khi ngồi vừa nói chuyện vẫn có thể làm cái việc này, hoặc là ngồi trong nhà vừa khâu vá hoặc đa lát cái gì mình vẫn có thể làm cái việc này. Thậm chí ra ngồi chơi gấu, ngồi tới quán nước cũng có thể vẫn làm được cái động tác này. Thế thì một ngày cứ tập 2-3 lần như thế để nó tăng cái sức bàng quang, co kéo của bàng quang lên nhé. Thế cộng với uống thuốc thì tôi thấy là rất tốt. Ừ, tên nhé. Xin chào nhé.